Rồi chào bà con nha, nói thiệu bà con Honda Thái Lan nè. GX200, 6 ngựa 5 thôi con. GX200 ở đây. Cái bộ hành này đầy đủ nha. Rồi, máy lên Thái Lan nè, nhập khẩu hoàn toàn nè ha. Tem bảo hành, tem trong thùng, tem trong lốc là trùng nhau hết nha. Số đây máy lên Thái Lan luôn nè. Đây số bảo hành là đây. 07, thấy không? 07 nè. Không phải là trùng nha hết á. Bảo hành 24 tháng nha. Trùng lốc máy luôn nha. Thái Lan làm đâu ra đó. Đây. 407. Đây. 407. Số máy số lốc là trùng nhau hết nha. 6 ngựa 5. Mẫu mới. X200 Thái Lan bảo hành 24 tháng. Đẹp ghê ha. Đây. Mắt in Thái Lan luôn rồi, thấy không? Mắt Thái Lan là cũng đẹp thiệt. Nhẹ nhàng, đúng là độ xịn có khác. Trang tỷ khe ghê không? Đồ xịn là cái nào cũng ngon chứ. Bảo hành bà con là 24 tháng. Đã không? X200. Tới đời X200 đã có bắp đỡ bô nè. Không, bô chở độ lớn nó không sẽ lúc lắc, cái bô nó không sẽ rụng nè. Đây, ở trong là có đống Honda luôn bạn nha, Honda X200 luôn nha. 6 ngựa 5 á. Đẹp nha. Được, Honda xịn là cốt này 19 nha con. Honda xịn là cốt này 19, khỏi đo. Đúng nó là 19 thôi. Đây có dán Honda chìm đây cái này. Mặt in Thái Lan nha. Quá ok. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Đây số máy thì trùng hết luôn nha. Tất cả số máy, số thùng, số bảo hành thì trùng một số, không viết tay nha. Đặc biệt đời này là không viết số bảo hành bằng tay. Đánh máy đồng hoàng. Phiếu bảo hành. Bảo hành 24 tháng. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha.